Đó, đây nè. Không ra nghe anh lạnh. Dì Tư. Chị vô chỉ cho coi coi á, cái cây của dì cũng cỡ ba lớn nhưng mà không có một cái bông nào làm muống á. Từ con hái 20 trái mà cho người ta con phải lựa trái lớn. Dì Tư cắt hết đi dì Tư ơi. Dì Tư hết giùm con, để coi, để nó gió nó sập uổng, dì Tư hết giùm con đi. Nó hư cây. Hư cây. Tư hái đi. À, tư cắt đi. Neo trên cây bị hư á, tư thì... còn vô nha. Trời ơi, Tư ơi, Tư hái đi Tư ơi. Tư hái đi, tụi con không gà tính hái mà tụi con tính hái mà không gà mà tụi con chưa không có ai mà một rổ ở đây ăn gì hết. Đâu có ai ăn đâu mà hái. Dưỡng dưỡng mình nó trọng cây trong cây đực. Hái hết đi Tư ơi. Tư hái đi, có bằng chứng đàng hoàng, tan chứng và chứng đàng hoàng có quay phim nữa nè. Đẹp tốt không? Nó bả lại nhà tôi bả hái hồng á. Có tan chứng và chứng đàng hoàng luôn nữa. Cái này mình xoay xoay mà nó đứt lên mình nó cuốn dai. Mà công nhận cái hồng được trái quá trời Tư ơi. Thôi nhà tôi 4 người hái 4 trái. Thôi nha. Thôi thôi hái nhiều nhiều đi Tư ơi. Tư hái hết giùm con đi. Hái nhiều không ăn uống lắm, để trên cây nó không bây sao? Giờ còn một rổ trong nhà ai đâu mà ăn. Bây giờ nếu mà nó mấy tôi để cho nó chín đục, nó chín mềm ở trên cây xong nó đem vô sấy làm hồng hồng thôi. Lửa chát bự á, lửa chát bự á. Không gì lửa chứ nào mà giống như nó đỏ. Nó đỏ nó chín. Với lại nó dì Tư có làm, dì Tư có làm như vậy cộng đến nhân khẩu. Bà nói bà bốn người là hái bốn trái à. Hái giùm đi. Bà làm như cái thời, cái thời bao cấp còn, cái thời mà dì cộng còn cái gì á, đếm nhân khẩu mà tính tiền gạo cái gì á. Nè mai mốt nó chín mùi á tụi. Dạ nói trời. Hái vô cho thì nó sấy thử coi. Thôi dì Tư à, có ăn hồng được Tư à, răng còn á. Nhà người ta. Tư ơi, nó hư cây á. Thường là vậy. Hồng của người ta, hồng của người ta còn trẻ, người ta còn ăn được, mới kêu vợ vợ nhai đổ gì á. Bó tay luôn. Con bữa hở con cắt 20 trái mà trái chín nó đem cho. Vậy hả? Nhà mẹ với có không? Trời con trái con trời quá trời luôn. Bự hơn cái này nữa Tư. Tại vì ba săn sóc chứ gì. Một bàn thờ, hai bàn thờ, ba bàn thờ. Nó hồng này coi như đúng lò nghe này luôn á, tôi đúng đúng hàng luôn á. Mà cái hồng chút xíu tôi trái, trái kinh hồn tôi thấy không? Thằng sớm thì cắt nó một căn á. Dạ. Nó trồng cũng 6 cây. Cái này Tư Tư cái trái chụp kẹt là Tư Tư. Kìa kìa Tư Tư, cái đó đó. Nó có cái chỗ cái nghe cái tay bàn tay Tư ở dưới á. No, cái này là Tư. Cái này nè. Cái này hả? Ừ. Nó Tư thấy không? Nó hai trái ba trái luôn đó. Hết thứ hàm á Tư ha. Ở Việt Nam mấy cây trồng cái hồng đâu có trái dưới này đâu Tư. Trồng không được luôn á. Rồi trái nữa thôi, ăn trái nữa. Trời ơi, bà hãy hết giùm con Tư, con đang nỉ đó Tư. Không hả? Bữa nào đi tôi. Nó còn một chùm dưới nữa kìa. Con chùm này Tư Tư không hái chùm này là nó gãy đó Tư à. Nè Tư vậy Tư coi nè. Chùm nào? Chùm này nè. Chùm này hả? Ừ. Chùm hai ba ừ, Tư hái đi. Rồi, nó dịnh lại rồi. Nó dịnh lại rồi không sao đâu. Không sao. Nó cái này nó còn lớn nữa. Ừ, Tư hái đi. Ui. Bữa nào Tư hái ăn hết rồi Tư. Để cho mai bà ba vậy hỏi bà ba. Hỏi ba lại tại lại tại hái tiếp. Còn quá trời nhiều luôn á. Con cứ chục hai chục chục phải chục trái hái hoài mà không hết. Nè, cái dánh nó dai. Nó khô quá nè thầy. Rồi. Ôi nó chạy ra kìa, quá lạnh chạy ra kìa.